Sao sau khi đầu thai, con người lại quên đi hết ký ức tiền kiếp? Đáp: quá trình nhập thai của linh thể từ các tầng không gian trong không trung đi từ cao xuống thấp rồi đến hạ giới, là lúc linh thể ấy khoác lên mình các lớp trược khí, khí quan trọng trược thì mới có thể nhập hồn vào thai bào chuyển sinh được. Việc này giống như một cái bong bóng bay vậy. Nếu không có những vật thể nặng lôi kéo thì quả bóng bay sẽ có xu hướng bay lên trên thôi. Do khoác lên mình các lớp trược khí, ám khí trọng trược này khiến cho linh thể ấy trở nên vô minh khi vừa sinh ra, không nhớ, không biết chuyện quá khứ của mình, dù cho linh thể ấy là một chân hồn cao trọng nơi thượng giới hay là một chân hồn đọa lạc quỷ vị với những nỗi đau khắc sâu thành oán hận thì cũng quên sạch. Các ký ức của tiền duyên đều được phong bế lại thành những ngăn ký ức khác nhau trong thức hải, hay còn gọi là thế giới nội tâm, là tiểu vũ trụ của một cá thể. Mỗi khối năng lượng ký ức của một kiếp sinh giống như một quả cầu năng lượng được phong ấn trôi dạt trong thức hải, trở thành tiềm thức của một người. Khi hội đủ nhân duyên bởi quá trình tu tập, quán chiếu xét mình, xua tan dần lớp màng vô minh, che lấp tánh thiên lương, cũng là quá trình giải khai phong ấn của khối năng lượng ký ức tiềm thức nơi thất hải. Khi ấy, người ta có thể mở được các ngăn ký ức ấy giữa đời sống hiện thế. Vì việc này, có một số trường hợp điển hình của việc giải khai phong ấn của khối năng lượng ký ức tiềm thức như: đối với những hành giả có định lực cao, đạo hạnh thâm sâu, việc tịnh hóa thân tâm sẽ làm cho các khối năng lượng tiềm thức đang được phong ấn mở ra trọn vẹn nơi thất hải. Lúc bấy giờ, hành giả ấy có thể quán chiếu rõ ràng các nhân duyên nghiệp quả của mình qua nhiều đời, nhiều kiếp trước. Một số trường hợp đặc biệt trong cuộc sống của kiếp sinh hiện tại, do các tác nhân như tai nạn, bệnh tật rất nặng, tổn thương thể chất nguy hiểm đến tính mạng, sang chấn tâm lý nặng nề, gây nên xung động mạnh mẽ trong thức hải, khiến cho các khối năng lượng tiềm thức đang được phong ấn bị chấn động làm tuôn trào các sợi tơ niệm nhân duyên ra ngoài thức hải. Những người vật sau cơn chấn động mạnh mẽ ấy tự nhiên có khả năng đặc biệt nhớ lại một số ký ức của kiếp trước, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ thôi, không bao giờ trọn vẹn được. Một số trường hợp hiếm gặp, khi các khối năng lượng tiềm thức này bị chấn động mạnh mẽ, ký ức tuôn trào mãnh liệt, phần ký ức ấy có thể tự biến mình thành một linh thể độc lập với bộ tính cách đặc trưng của kiếp sinh ấy.